Hello các bạn, Tám đang đi tới bệnh viện để đón anh hai về. Nhưng mà biết sao không các bạn, hồi nãy Tám đã đi một lần rồi, tới bệnh viện một lần rồi, nhưng mà nó không có cho vô, nó nhất định nó không có cho vô. Tại ngày hôm qua nó đã dặn là không có cho ai vô bệnh viện hết, là hôm nay không có cho. Thì mình anh hai ảnh mới gọi mình, ảnh kêu là vô đón ảnh sau giờ trưa, thì mình cứ canh sau giờ ăn trưa mình đi vô. Thì lúc đó bà Linh Trần bà chở Tám và chị Khanh thì kẹt, tại vì một giờ chị phải đi công việc của chị, còn chị có hẹn khách, cho nên là Tám đi với Linh Trần. Đây Linh Trần chở Tám với lại bé Két. Thì hồi nãy tới bệnh viện rồi nha, cái xong cái Tám với bé Két vô tới cái cổng bệnh viện, cái chưa gì hết là cái ông bảo vệ ổng đã nói vô rồi, ổng đã nói cho mình nghe là nếu mà mày đi thăm hôm nay là không có cho mày vô đâu, ý là nói mình đi về đi không có cho mày vô đâu. Cái bé Két mới nói không, tao đến là để tao rước ba tao về đó. Nó ngồi sao kìa tao tới là để tao rước ba tao về chứ không tao không có lên, tao không có thăm. Xong cái ổng mới bắt đầu ổng gọi lên trên cái phòng mà bác sĩ của anh Quang á, ổng mới nói là nói gì đó. Xong rồi ổng cất máy. Khoan để nghe điện thoại cái đã, chị Khanh gọi cho các bạn nghe, chị Khanh gọi luôn. Chị Khanh ơi, sao cũng như đang mới đi nè. Ừ, tại vì em chỉ báo cho chị biết là bây giờ tụi em đang đi lên trên chỗ bệnh viện để đón Quang về thôi. Cho rồi. Thì đó, nó nói là nó chừng nào nó cho về là nó gọi cho chị đúng không? Nó không có gọi cho chị hả? Ông Quang gọi cho em, nó không biết đâu. Nó không gọi cho chị luôn. Hồi nãy em đã lên một lần rồi, đâu có được đâu, phải đi vòng vòng ngoài đường nè, đợi nè. Tại vì nó nói nó chưa có làm xong thủ tục cho nên nó chưa cho ổng về. Mà nó không cho em lên bệnh viện luôn. Không cho ngồi dưới đợi luôn. Mày phải đi đâu vòng, chừng nào mà bắt đầu xong xuôi hết rồi y tá đẩy ổng xuống dưới rồi mình tới mình đón ổng đi thôi à. Ok, bây giờ lấy hết giấy tờ xong rồi giờ nhà bác sĩ được chưa nha, để chị gọi chị rất điện. Dạ. Và coi bây giờ chừng nào phò đi chơi, như là bây giờ cái tiếp tới của mình là cái gì, trị liệu ở đâu, sao á, hỏi hết nha. Dạ. Hả? Thì nếu mà không hiểu thì cứ lấy tên bác sĩ cho chị đi, rồi xong rồi chị ra mới đi nha, để chị gọi về cho chị ra mới đi chị chạy xuống thôi á. Dạ. Okay. Ra ăn cái chạy xuống okay. Em liền nha, gọi cảm ơn chị Khanh, bye Khanh. Dạ. Bao nhiêu đồ ăn đang đợi chị đó. Tụi bây giờ ủa, nhưng mà mình đâu có nói chuyện với nó được. Nó nói là đem anh Quang xuống cửa là mình bóc đi thôi à. Nó giao giấy tờ cho mình. Giao giấy tờ mình bóc đi, mình đâu có nói chuyện gì được, cho nên là chắc là cũng nói chuyện gì được đâu. Cho chị Khanh chỉ về chị nói đi, đâu có làm gì đâu. Chị Khanh chỉ nói giờ mình chỉ nhiệm vụ của mình là bóc anh Quang đi về thôi, không về nhà thôi chứ hốt Quang về thôi. Quên, đang kể giữa chừng, đang kể cái vụ mà cái ông mà bảo vệ ổng mới nói sơ là cái gì đó, ổng nói Tám nghe được là ổng nói là cho tôi gặp doctor của Quang Lê gì đó đó. Xong cái ổng nói sơ, xong cái hồi kia ổng cúp máy, cái ổng nói chuyện với bé Két, ổng nói chuyện với bé Két có vẻ vui vẻ lắm, mà thấy thấy Tám nghĩ là ổng này crazy này kia, nó cái bé Két nó cười hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Cái Tám nó ủa ổng nói gì vậy Két, cái Két nói ổng nói là sáng giờ ổng cũng mệt mỏi lắm, ổng mà bị khách ở đây la ổng chửi ổng, tại người ta không biết, tại vì người ta không có biết là ngày hôm qua là Tám ở trong đó thì người ta đã dặn rồi, thì mình biết cho nên mình không có vô thăm, là tại vì nhưng mà tại vì ổng xuất viện mình phải tới mình đón chứ mình không phải mình vô thăm. Còn người ta có khi người ta đâu có biết, người ta vô thăm người nhà của người ta mà ổng vô ổng bị ta chửi nhưng mà luật là hôm nay là không cho vô, là ổng ngoài không có được, không có cho vô. Tám cũng chém chữ. Tám bực, cứ lại Tám bực. Tao nói Két nói gì nè, tao đâu vô đây làm gì, tao đâu muốn vô đây làm gì, tại tao đón chồng tao về tao mới vô, ba tao về tao mới vô, tao con nói vậy đi. Xong cái để cho ổng cho mình lên, cái Két
nó nói có vẻ vui vẻ ổng lắm, thấy hai người trời ơi nói chuyện vui vẻ cười nói gì kia, chứ không phải như lúc đầu mà ổng ngầu vừa mới bước vô chưa gì á, năm nay mới thăm bệnh rồi mày đi về đi mà bằng nó anh mà chị tao không hiểu luôn á. À, đó ổng vậy sao tao không chửi ổng đúng không? Hồi mấy mặt cũng nhận nhờ bé két nó nói chuyện nhẹ nhàng với ổng mà lễ phép cười cười dễ thương hay sao á. Mỗi lần nha gì cái nói gì phải sống vậy đúng rồi. Mà thấy ăn két hay lắm nha, mỗi lần nó đi đâu mà nó nói chuyện với người nước ngoài á, thấy lúc nào người nước ngoài cũng thích nó lắm, mà vui cười vui vẻ, không biết nó nói cái gì với người ta mà người ta cười nó cũng cười, mà tôi không hiểu tức ghê. Phải tôi hiểu tôi học hỏi nó cũng được đi. Thôi bây giờ mình sắp tới rồi nha các bạn, để một chút nữa hốt ổng lên xe rồi có gì mình nói chuyện tiếp. Đang ngồi chờ con bé Cát nó dắt con Quan xuống. Nó cho có một người lên à. Cho có một người lên. Nó bà đâu có lên được đâu. Cho nên ngồi với anh đợi thôi. Bé Cát tự nhiên nó đông nó chọc chọc nó lên nào cũng hay luôn. Nó gọi nó nói má mẹ dưới đây đợi đi con lên được rồi con nói nó cho con lên rồi bây giờ mẹ phải ngồi dưới đây đợi chứ sao, nó đang dắt ba nó xuống á. Trời ơi mùa lạnh á, ngồi cái này bằng sắt á nó lạnh tà bá luôn, cái quên nó lạnh mà cố luôn nha, nó teo rồi trời bằng sắt ngồi xuống. Trời ơi nó lạnh mà mấy mình mặc quần jean mình mặc áo đầm chắc không biết làm sao. Cái mình lấy cái áo khoác á, mình lót vô mình ngồi nó đỡ một chút xíu. Trời mùa lạnh mà chơi ghế sắt mới ghê chứ. Ôi kể cho các bạn nghe. Ngay đây luôn. Trời ơi kể cho nghe, trời quên. Chiều hôm qua lúc mà mình valet parking á, mình parking bên kia. Cái xong cái lúc mà đi xuống á, đâu có nhớ đường. Đi xuống cái nó nói là 8 giờ là parking đóng cửa mà hôm qua mưa lớn lắm. Ra chưa? Ngày hôm qua mưa quá trời mưa mà lạnh thiệt là lạnh luôn. Cái xong cái Tám mới đi xuống, Tám ở với chơi với ông Quang tới 7:30 hơn là Tám hỏi là ủa mấy giờ Bắc Kinh đóng cửa? Cái nó nói 8 giờ, 8:00. Nhìn không? Thôi, 7:35 rồi, thôi đi xuống. Thôi anh em đi về nha anh. Ok rồi, xong cái đi xuống sao? Đi xuống ngay cổng này. Mà trong khi Bắc Kinh, cái valet Bắc Kinh là nằm cổng bên kia. Đi xuống ngay cổng này thì nó chết mồm phải cổng này mình để xe. Cái xong hỏi cái ông mà security á, cái ông bảo vệ nó gì đưa cái thẻ cho người ta nói valet parking where valet parking, thì ông nói đây. Cái ông Ngọc ổng mò trong cái tủ học tủ của ổng á, ổng móc ra cái chìa khóa có cái phiếu giống như mình luôn, ổng đưa ra ổng nói là xe của mày à, mày đi nè sơ cái nói ok thank you, cái xong cái đi ra cổng này đó, ổng chỉ bên này thì quẹo đi trời mưa mà mưa lâm râm mà cũng hơi lớn một chút nhưng mà không có lớn lắm, còn đi bộ được. Một cái tay xách cái laptop, một cái tay xách cái giỏ cái bóp của mình nặng hai cái nào cũng nặng, hai tay xách đi nó lạnh mà nó mưa. Trời ơi cái đi nguyên một vòng cầm cái chìa khóa không thấy xe đâu chừng, ủa mà chết mồ bây giờ sao, cứ đi hoài nó không được rồi. Cái trong một đội vòng ngược lại tìm xe cũng có, cái thấy đi sao hồi vòng lại chỗ này. Ồ mừng quá đó. Trời ơi mừng quá, tới cổng này thôi, chạy vô lại cho ông security á. I'm tired of, I don't find. Tám biết nói tiếng Anh chút nha. I don't find, không biết đúng sai, nó đại nhớ chữ nào, nhớ nói chữ đó. Cái ông nói, ok. Cái lúc đó thấy một cái ông nước ngoài nữa, bác sĩ hay sao á, ông đứng ngay cái chỗ cái ông bảo vệ. Ông thấy Tám mệt. Cái xong ông hỏi cái chuyện gì. Cái ông bảo vệ ông mới kể cho cái ông nó nghe là nói si gì không có thấy cái si giọt cái gì si ca hơi gì hơi kha gì đó. Nghe nói vậy là biết là ông kể lần nhỏ này nó gửi xe mà bây giờ nó tiệm có xe của nó. Xong cái ông
ông bảo vệ mới kêu bác sĩ đứng đợi ông chút, ông bảo vệ mới dắt Tám đi ra đây nè, đó, đi ra cái đây nè, đó, đi ra cái đó, tìm cái xe trong cái bạc kịch đó, cái ông cầm chìa khóa của Tám, ông dắt Tám ra rồi đó, cầm hai cái tay nặng trịch, đi 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 theo ổng đi ra, bấm, cũng thấy xe mình luôn, cái ông dắt vô lại, đi bộ vô tay lại, vô lại trong đó, cái ông bác sĩ cũng đứng chờ đó đó, ổng mới nói chuyện với cái ông bảo vệ là gì đó, Sylvester nói gì đó, cái xong ồ ờ, xong cái ông bác sĩ cũng kêu đi theo Tám. Mà ổng nói ổng nói gì á, ông bảo vệ bắt đầu ổng mới đi. Ổng đi thì cái ông bảo vệ ổng mới nói sơ, hưởng nói vậy á. Cái Tám nói follow. Ý là Tám hỏi ổng là follow cái ông đó phải không? Cái ông bảo vệ nói, ừ đúng rồi. Follow ông đó ông, mày đi đi, mày đi theo ổng đi. Chưa ra. Xong cái biết sao các bạn, đi theo cái ông đó, đi bộ ra tới đằng kia kìa, tới cái office, cái building đằng kia kìa, xa lắm. Rồi cái ông kiếm cái một cái ông bảo vệ khác đâu đứng vòng vòng ngoài đó đó. Cái xong cái ông mới nói cái gì cái ông bảo vệ đó, bà cái đưa chìa khóa của Tám cho cái ông đó. Xong cái ông bác sĩ ông mới kêu là mình vô trong mình ngồi mày đợi đi, nói tiếng Anh không mà nha, nãy giờ là nói tiếng Anh. Mình vô trong mình ngồi mày đợi đi, rồi xong rồi cái ông bảo vệ đó ông sẽ đi kiếm cái xe của mày, rồi ông lái tới đây cho mày, rồi lúc đó mẹ ra. Rồi anh, tối hôm qua em về em xuống em bị lạc đường á anh. Biết chắc. Biết chắc. Tôi còn biết. Ý để xe, để cổ, để đi hướng nào. Không, hơn nhớ thì người ta quay phim, ta chụp. Không, hình. Nhưng mà tại vì em thấy nó cũng gần gần, em biết gần được, gần. Được, mình mới định vị là mình đi đâu, xuống đâu, đi vô đâu. Mà tại bị cái xe Valley Bắc Kinh nó nghỉ, nó về sớm anh. Nó bỏ xe của mình. Chứ không thôi là mình về mình xuống sớm thì mình đưa chìa khóa. Ý là nếu mà em mà xuống sớm mà nó chưa có nghỉ Bắc Kinh á, nó chưa có nghỉ á, lấy xe cho mình. Nó không có đưa chìa khóa trước cho người ta thì mình đi tới đó, lại. Là nó lấy xe nó chạy đến cho bà. Nó lấy xe chạy đến cho mình. Nhưng mà tại vì nó nghỉ nó đưa cái chìa khóa cho cái ông bảo vệ khác. Cho nên là ông đó ổng đưa cái chìa khóa cho em tự đi kiếm xe. Trời ơi, em kiếm thấy bà nội luôn anh. Xong cuối cùng hả, chuyện thường tình thế thôi, cũng về được, cũng có xe về, nhưng mà nó rất là nhiều khê, như rất là cực khổ. Nó phải đi bộ mấy vòng trong mưa nữa. Thì đó nè, mưa nè. Đó qua mưa nữa đó, có này mưa nữa nè. Anh sao hôm nay thấy làm sao? Thường. Bình thường hả? Ok hả? Ok. Hết đau mắt rồi hả? Hết mệt luôn. Trời ơi hay quá ha. Anh đừng ăn dâu nữa nha anh. Ăn dâu ít ít thôi nha anh. Dâu nó có chất đường nhiều lắm á. Anh ăn nhiều một lần một bao nhiêu vậy? Mấy hộp, hai ba trái. Hộp ngày lần sao? Trái cây mà thèm. Trái cây ăn, mà chứ không phải thèm ăn cái gì mịt thịt mỡ ở đâu hả? Nhưng mà trái cây mà thì, trái cây mà, nhưng mà có những trái cây nó không có được ăn. Được ăn cái gì? Được ăn những trái cây mà không có chất đường, nó chứa chất đường nhiều. Ví dụ như trái cây, ví dụ như sầu riêng, anh ăn được không? Đâu được. Trái cây thì trái cây chứ chưa là chuối. Chuối không được. Chuối là không ăn được. Mít là không được nè. Mít là không ăn được, nhưng sầu riêng cũng được nè. Sầu riêng là chắc chắn rồi. Nhưng mà dâu đâu có gì được. Nếu nói không được là không có gì được hết. Nói được nhưng mà ăn hai ba trái chút chút. Ăn hạn chế nhưng mà anh ăn quá nhiều dâu. Tại vì anh thích ăn dâu thì anh ăn. Đã là ông Tuyên nó lên trên mạng, không thấy anh ăn nhiều cũng coi rồi. Nó là dâu ăn là giảm lượng đường trong máu. Vậy hả? Ừ, anh Tuyên lên trên mạng trời coi. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Coi. Giảm lượng đường trong máu. Đúng rồi. Vậy nếu vậy bữa giờ anh ăn là có sao không? Là đâu bị hả? Gì đâu, nó đâu là giảm gì. Á. Là giảm.
giống như con nhỏ y tá này nói là anh ăn trái cây, nhưng chẳng hạn như một buổi thì anh ăn cơm xong thì ăn một trái táo, ăn một cái này nọ thì được, đừng ăn nhiều quá thì trong đó có đường. Vậy hả? Nhà thư nó cũng cho mình ăn, nhưng mà cho nó mình cho ăn chứ, rồi dưa rồi gan dưa đồ nó cho mình ăn trái cây chứ. Nho thì bánh bông lan rồi cũng ngọt vậy. Là chuyện giới hạn thôi, nó nói là cái gì cũng là giới hạn, chú bây giờ cái gì cũng giới hạn, đừng cái gì làm quá. Thần kinh ổn định phải không? Cái quanh thuận tinh thần chứ. Tinh thần là khỏe khoắn rồi hả? Chú là nhẹ quá. Ông y tá nói vậy hả? Đúng rồi, chú là nhẹ quá. Những người vô đây mà như chú là thường là liệt không? Cái gì? Liệt được. Vậy hả? Tỉnh táo như vậy được không? Ờ mà anh tỉnh táo á. Anh nhẹ mà. Không ai tỉnh táo như chú á. Chứ thường là nói ngọng người giống anh Tuyên vậy đó, nói đâu có rõ ràng gì đâu. Cái miệng nó bị tê á, bị méo, một bên nó tê một bên cho nên mình đâu có nói chuyện bình thường được. Nói bị cái sao nghe không rõ. Cái lưỡi nó bị thụt ngắn. Cái lưỡi nó tê nữa anh ha. Nhưng mà anh giờ anh Tuyên cũng đỡ mấy mươi phần trăm rồi đúng không? Đỡ nhiều rồi. 70% không? Anh đờn đâu có như hồi xưa được. Thì dĩ nhiên chắc đâu như hồi xưa được ha. Đúng rồi, cái điểm rơi nó không có đúng. Nhưng mà anh là tay chân anh mạnh khỏe. Đúng rồi, anh có gì đâu. Bây giờ anh chỉ chữa cho cái dây thần kinh nó bình thường lại là cái chân anh đi được à. Ha. May là cái chân nó một cái khác mệt. Hai chân lỡ vô cái chân giữa làm sao không? Là anh mong về nhà lắm hả? Thì hết rồi nằm đó làm gì? Mà không cho mình vô thăm nữa chứ ha. Bữa nay nè không cho rồi, bữa nay căng rồi. Mà anh có nghe gì tin gì? Có ai trỏng đầu nghe. Trời ơi, anh Quang là cập nhật tin tức rồi. Nghe ngày cập nhật phong mà không thấy là Facebook xe. Nhưng mà tại sao là cái bệnh viện này nó không cho mình vô thăm không, như không vậy? Không có tụ tập đông người. Sợ lây, bây giờ 10 người rồi. 10 người là không được luôn. Đúng rồi, có là hạn chế trên 10 người. Hồi đó là 250 người cái số xuống, bây giờ còn 10 người. Quán phở mà 10 người là quán phở ế mẹ rồi. Cái gì? 10 người là ế rồi còn gì nữa. Nên như là đa số là nó bán đem về thôi. Tại chỗ. Bây giờ anh ngồi tại chỗ đông quá. Bây giờ anh về anh ra thèm cái gì? Gì hả? Anh thèm cái gì em cũng. Nhưng mà bây giờ anh thèm cái gì em cũng không mua. Sao cho ăn được hết mà. Về cho ăn được hết. Thiệt mà, nó đâu có hạn chế gì, nó nói chúng nó hạn chế gì nhiều mà được cái gì quả thôi. Ăn mỡ chút cũng được, ăn đây, chút cũng được nhưng mà không. Y tá nói vậy hả? Ừ. Ý là ăn chút chút thôi. Ừ, không ăn được nhiều quá. Ví dụ như thèm ăn chút xíu. Ừ. Nhưng không được ăn nhiều. Đó, chẳng hạn như 3 ngày ăn bún bò hết thì sao ai chịu nổi. Vậy nếu vậy bây giờ anh thích ăn cá thì em làm cá luộc, cá hấp cho anh ăn ha. Rồi, cá hấp đi. Vậy đi mua cá hấp. Cá bạc má hả? Ờ đúng rồi. Cá chim hả? Cá hồng hả? Chẳng hạn như cá hành rồi gì đó, cá he, cá gì á, cá gì bữa gì. Cá hành. Cá hành xương lên đó. Ừ. Không, cá hành đó hấp lên ăn ngon lắm á. Hấp hành gừng rồi đó. Ừ, hấp hành gừng phải không? Đây đèn xanh kìa bà nội. Trời ơi nó mới xanh mà hả? Ủa vậy hả? Sao tôi thấy nó xanh là bà ngừng lại vậy? Thì nó đang đèn đỏ. Tôi tưởng giống như hôm qua. Tự nhiên như hôm qua anh. Đèn xanh tự nhiên bà ngừng lại vậy đó. Bà cho người ta quẹo rồi bà mới đi. Nó ủa sao đèn xanh mà bà đứng lại vậy? Cho mình tìm bữa đi. Sao? Cái ngã tư này là nó một cái đèn đúng không? Còn bỗng nhìn cái ngã tư trên. Ở trên đèn xanh chạy qua luôn mẹ mà. Trời ơi. Đỏ. Trời ơi. Gì ghê hả? Hồi hộp thế mà. Trời ơi. Ủa ôi. Ông nhìn xa quá kìa, nhìn hai cái đèn lên. Hai cái đèn. Cái đèn trước mặt kia. Mình. Cái mắt ông nhìn đỏ. Cái đèn xa hơn nữa. Trời đất ơi. Đèn gần đó thì đèn đỏ. Trong cái đèn của mình. Đèn xa thì đèn xa đèn đèn xanh mà nhìn cái đèn xanh chạy. Trời ơi nó mà chạy qua nó đụng cái sông luôn á. Đạt ba quá trời. Ủa con đạt xe nữa. Hai ông ú tiền. Rồi bắt đầu vô nhà. Tới nhà rồi. Về rồi. Chú không rảnh
ra cho ta trả. Tháo cái kệ giày ra. Trời ơi. Hơi còn mua hư rồi. Kệ giày này nó sắc ra dâm thôi nha. Đây nè. Ở trên mạng nhìn hình rất là đẹp. Nhưng mà tới lúc mà mua đem nó gửi về á, ráp vô nó như vậy nè. Nó xà nẹo giống như Lê Quang. Coi vô Long Quang coi nè. Dạ. Cái này chắc để về nhẹ thôi à, chứ đâu để nặng nổi đâu. Thì đó bởi vì nó bán ở trên ở trên hình đẹp lắm. Trên mạng hình đẹp lắm, cứng cáp lắm. Mua về nó sẹo nè. Có cái nó có cái nắp nữa nhưng mà không biết gắn làm sao. Cho nên thôi đem trả lại. Đang nó mới trả lại. Bây giờ đi lấy thuốc. Bây giờ đi lấy thuốc đi, mấy các chợ đi lấy thuốc cho anh hai. Anh hai anh về, anh ngồi đây, anh không chịu vô nhà. Anh đó ở trong phòng mà mấy ngày anh ngán rồi, bây giờ anh muốn ngồi ngoài. À. Cười cái coi, quay qua đây cười cái coi. Anh. Rồi, ok, bye bye các bạn nhé. Bye bye, see you again. Hẹn gặp lại clip sau.